một cái bông này nhá, à một cái này nhá, một cái cài, một cái cài này vào cái màu này cũng rất là đẹp này. Và màu tím cũng cực kỳ đẹp này. Màu trắng cũng vô cùng đẹp này. Đấy, và một cái này để cài vào ve, cái này là kể cả cài vào ve áo màu xanh này cũng được nha. Cái ánh nó rất là dễ này, màu đen này, màu xanh này, màu xanh nào cũng được, tím này, nó pha tí cốm, tí đen và có đá trắng. Đấy, này, ví dụ vào màu trắng này, đẹp không? Đấy, ví dụ đặt vào màu trắng này, màu trắng cũng cực kỳ đẹp luôn á. Cho vào màu xanh cũng đẹp luôn nhá. Đấy, màu xanh này thì cũng vô cùng đẹp luôn nhá. Xanh này cũng cực đẹp luôn nhá. Bởi vì nó có cái ba màu này đi với tất cả các màu rất là hợp luôn này. Kể cả cho vào màu tím cũng vẫn xinh. Cho nên là chỉ cần một cái bông này thôi, một cái này thôi, mình có thể phối được rất là nhiều màu luôn. Riêng một cái này có thể phối được cực kỳ nhiều màu, nhiều màu của áo váy, có nghĩa là mình chỉ cần cài vào nó thôi. Còn nếu như mà những cái bông dạng như là cố định mình khâu vào một cái váy nào đấy rồi ấy, thì mặc định nó chỉ nằm trên cái đó thôi. Nên cái này cũng vừa ứng dụng mà tiết kiệm nữa. Nhưng cái này thường là mình ví dụ ai mà đặt may nhiều như này ấy, thì mình sẽ tặng thêm một cái này miễn ship này, tặng thêm. Ví dụ như cái nào thực sự cần thiết thì mình sẽ tặng kèm để cho mọi người phối nó dễ. Ví dụ như nếu như mà cái nào nó không đa dạng thì mình sẽ tính thêm từng cái một, mình sẽ thêm cài thêm cái gì đó rồi mình sẽ tặng kèm. Còn nếu như ai mà không đặt may, ai mà nhìn những cái sản phẩm này mà những cái đồ bông cài, những cái phụ liệu phụ kiện như này, thế mọi người thấy thích mọi người có thể đặt nhá, có thể mua thì mình sẽ gửi cho mọi người. Chứ còn nếu như mà sản phẩm mọi người cứ đặt từ 3 chiếc trở lên, những cái gì phù hợp mà tặng cài, ví dụ như áo vest váy thì mình sẽ khuyến mại thêm cái này. Chứ còn nếu như áo sơ mi thì thực ra thì những cái áo sơ mi thì nó phải đi theo ví dụ từng kiểu một nó phù hợp cái gì ấy, thì mình sẽ đi kèm và sẽ tính đầu cùng với giá trị của sản phẩm. Và những cái này mình chỉ mua riêng thôi. Nếu mà nhiều sản phẩm với trị giá trên 2 triệu trở lên thì mình sẽ tặng kèm những cái dạng như thế này để cho mọi người về sử dụng cho nó tiện. Mấy màu này nổi bật đẹp nhỉ? Cực kỳ đẹp luôn, màu nào cũng đẹp nhá. Màu xanh này, màu trắng này. Màu trắng và cái chất liệu này cũng cực đẹp và mát luôn này. Toàn bộ là đũi, nhưng mà hàng đũi cao cấp nhá. Đũi không phải là dòng đũi mà mọi người mua mấy chục một mét nhá. Toàn đũi rất là đẹp, rất là mượt và mượt, và cái mặt vải của nó không bị nhăn nhủ như hôm trước mình đã chia sẻ đấy. Cái đũi đấy là đũi mà mình đã chia sẻ có các màu đấy. Cho nên là những cái dòng đũi này mặc rất mát, không nhầu. Có độ đàn hồi, dễ chịu, dễ thở nhá. Đấy, chưa hết nhá. Một khách hàng trong thành phố Hồ Chí Minh chốt đơn như thế này nhưng chưa hết. Một cái đơn của chị rơi vào khoảng gần chục triệu. Đây nữa đúng. Đây là của người khác. Lê Văn cũng trong thành phố Hồ Chí Minh này, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Mấy đồ chí kia là ở đâu? Bến Tre. Thế này ở Vĩnh Phúc này, Hà Linh ở Vĩnh Phúc này. Hà Linh vẫn còn một sản phẩm nữa. Mình đang đính nút ra đây Hà Linh này. Hà Linh toàn màu đẹp thôi nhá. Màu xanh. Riêng cái màu xanh này thì rất là nhiều người yêu thích luôn này. Hà Linh này, màu xanh này. Đây, cái váy này cũng là màu xanh luôn. Hà Linh có vẻ yêu màu xanh đúng không? Một cái em màu đen, một cái áo màu hồng. Đơn hàng của Hà Linh như này, mình khuyến mại thêm một cái dây này luôn. Trên 2 triệu mình sẽ khuyến mại một cái gì đó để sao cho sử dụng nó tiện lợi và phù hợp nhất. Ví dụ như bằng này sản phẩm thì thường có những cái gì mà ứng dụng tiện lợi thì mình sẽ tặng thêm và miễn ship luôn nha. Cái áo màu hồng là cái mẫu này mọi người nha. Riêng cái áo màu hồng cực kỳ nhiều người thích. Đây mình chỉ còn những cái màu đây, ví dụ cái mẫu này này. Mẫu này là mẫu dễ mặc này. Đấy, mẫu này rất là dễ mặc. Mình lên những cái dạng họa tiết mà chữ như này cũng ok nhá. Hoặc là cái này là màu trơn luôn này. Trơn rất sang, mình có chia sẻ mặc với chân đầm đuôi cá đấy. Còn các loại họa tiết hình này, hôm sau mình caro thì hôm sau mình sẽ xét đồ lên và chia sẻ mọi người nhá. Bởi caro hôm trước có mỗi một chiếc duy nhất thôi. Có một chiếc duy nhất thôi màu hồng. Thế là quá nhiều người hỏi luôn, mình cứ lên đến đâu hết đến đấy, thế là không còn nữa rồi. Xong bây giờ mình sẽ lên thêm mấy cái caro đấy để cho chị em mình tham khảo. Còn đây một em này nữa này. Đấy, ví dụ như cái hình nó rất là đặc biệt. Hình nó rất là cá tính. Có những cái rất là cá tính nhưng có những cái nó lại rất là nhìn nó nữ tính, nhưng mà nó phải nhìn nó phải hơi tiểu thư một tí. Thì mình sẽ lựa chọn những cái kiểu dáng như vậy, ở những cái họa tiết như thế để xét đồ lên, bởi vì em này cũng khá là điệu. Ví dụ lên như này nó vừa điệu này, vừa hiện đại, vừa cá tính mà lại vừa dễ sử dụng. Đây là mình savin mà mặc luôn em đuôi cá nha. Nhưng còn nếu như giả sử mà mình không savin mà mặc buông ra bên ngoài thì cũng được, bởi vì hôm trước mình đã chia sẻ cái đó rồi cho chị em mình tham khảo. Đấy, cho nên là ví dụ cái này này, cái phần cạp của nó trang trí nó rất là ok luôn ấy. Nó đằng trước nó lại
nó lại đây đánh trước của nó. À em này là không phải nhỉ, em này không phải, cái này là cái dạng dáng cổ tim à, có nghĩa là dòng máy nó là dạng như này, khi cái cạp bản to nó đỡ bụng xong đằng sau lại chun chỉ ấy. Đây này, cái dạng như này, ví dụ như này đằng trước là đai, như này như đằng sau nó là chun chỉ thế này này, cho nên khi mặc lên nó rất là đáy eo luôn á, nó đáy eo, nó thắt cái phần eo trên của mình, và cái bản đai này không làm cho mình bị cảm giác áo nó ngắn, có nghĩa là bản đai nó giữ ôm toàn bộ cái phần eo của mình, nó không bị cảm giác áo nó ngắn luôn nhá. Cho nên mình muốn sơ vin cũng được, như cái áo này mình đang này, cái áo này mình đang nhét vào sơ vin, nhưng nếu mà buông nó ra ngoài thì cũng vẫn được luôn nhá. Đây này, ví dụ mình mặc cái quần thì mình có thể buông hẳn cái này ra ngoài như này luôn vẫn xinh ấy, nên là nó không có ảnh hưởng gì. Nên ví dụ ai chân váy cũng được đấy, mặc chân váy, nhưng mà ví dụ cái tỷ lệ nó đang không hợp lắm luôn, có nghĩa là khi mình bỏ cái thằng này ra ngoài thì cái thằng này nó đang không hợp. Tùy từng sản phẩm mình có thể mặc buông ra ngoài, nhưng có thể có những cái mình vẫn sơ vin được, có những ai mà body đẹp ấy vẫn thích sơ vin luôn, nhưng ví dụ những người mà không thích, gần như không bao giờ người ta sơ vin thì người ta mặc cái này với chân đầm xòe, ví dụ như em này chẳng hạn đây, chân đầm xuất ly, chân đầm xòe, các dạng chân đầm xòe đúng không. Còn bút chì thì ví dụ mặc cái này bút chì trơn như này đây, ví dụ như thằng này buông ra ngoài mặc với chân váy thì sẽ mặc cái bút chì trơn, nó sẽ hợp lý hơn. Còn những cái dạng mà bút chì như ví dụ đuôi cá mà nó chia nhiều khúc như này thì mình không nên nha. Nên là mình cái này mình sơ vin vào thì lại ok, như vừa xong mình cho vào trong áo đấy, cho áo ở trong chân váy thì rất ok. Hoặc là cái dáng này nhá, dáng này ấy, thì nó rất là hợp. Một là cái chân bút chì kia, có nghĩa là bên trên nó rộng thì bên dưới mình gọn này, ví dụ bên dưới mình gọn bên trên nó rộng thì mặc rất là đẹp, ví dụ vậy. Hoặc là những cái chân nó chỉ dạng như thế này thôi, nó không quá rộng phần bên dưới, có nghĩa là không quá rộng phần bên dưới cũng rất là ok đấy. Mấy kiểu em nó vừa tiểu thư này, nhìn cái set này mình thích này, màu quá đẹp luôn. Đã là họa tiết thì sẽ thưa này thoáng mà nó nét thì khi mặc lên tự nhiên nó rất là hút ánh nhìn mọi người, nhìn những cái họa tiết mà mình chọn không. Ví dụ hoa thì nó cũng phải nét như này và nó sang. Cái này khá là cổ điển, cái áo cái màu này rất cực kỳ là cổ điển luôn này, yêu luôn. Cái tay cũng điệu, cái cổ cũng xinh, nó tiện lợi, không cần phải thắt nơ gì cả, nó rất là đơn giản nhẹ nhàng, vừa phủ đến cái phần bụng dưới, để khi mặc cái ai mà có bụng nó cũng này nó lấp ló, nó không bị lộ. Đấy, ví dụ em này cũng thế, họa tiết rất đẹp. Cái này tôn da vô cùng này. Cái màu cam này bây giờ còn duy nhất có một chiếc thôi. Cứ dưới 55 cân là mặc vừa, ai mà thích thì có thể chốt đơn luôn nha. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 23:58 rồi. Mình vẫn còn đang soạn đồ gửi đi cho khách, bởi vì quá nhiều. Tự tay mình tự gấp, tự kiển đơn em đơn giản như này thôi, chỉ vô tình thôi này. Đấy, kiểm đơn không chưa ok một cái lại phải bỏ lại và xử lý ngay lập tức để gửi nốt đi cho khách hàng. Rất là buồn nhưng mà không sao. Phát sinh ngày mai không thể không phát sinh, nhưng mà mình phải kiểm soát phát sinh trước khi đến tay khách hàng là ok nha.